Chính quyền Trung Quốc dẹp bỏ phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989 của hàng trăm nghìn sinh viên, trí thức chỉ trong một đêm. Tổng bí thư Triệu Tử Dương từ đỉnh cao quyền lực bị hạ bệ ngay tức khắc vì bày tỏ sự cảm thông với sinh viên. Có câu nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn lật đổ ai thì người đó không tồn tại quá 3 ngày. Nhưng một nhóm người vẫn tồn tại dù bị đàn áp từ cuối thế kỷ 20 đến nay. Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh xóa sổ môn khí công thuộc trường phái Phật gia này trong vòng 3 tháng. Kế hoạch của ông Giang hoàn toàn phá sản khi người Trung Quốc tiếp tục tập Pháp Luân Công và môn tập được đón nhận trên khắp thế giới kể từ khi được truyền ra công chúng vào năm 1992. Trong 25 năm qua, Pháp Luân Công đã phát triển lên từng ngày. Hàng triệu người đã tham gia và số học viên vẫn tiếp tục tăng lên, bất chấp chiến dịch tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 18 năm qua nhằm tiêu diệt pháp môn này. Một nhóm người ôn hòa lại trụ vững trước bộ máy đàn áp toàn diện, từ tuyên truyền bôi nhọ đến bắt bớ, tra tấn và giết hại suốt gần 2 thập kỷ. Vì sao chính quyền Trung Quốc thất bại khi đàn áp Pháp Luân Công? Câu trả lời cho vấn đề này đều thuộc về những điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn người dân trong nước và thế giới biết đến. Pháp Luân Công là gì? Pháp Luân Đại Pháp là một môn thiền định mà bạn có thể tập luyện hàng ngày. Môn này bao gồm các bài tập đơn giản và thiền định cùng với triết lý sống giản dị giúp con người hướng thiện. Khi mới tập Pháp Luân Đại Pháp được khoảng một tháng, tôi đã thấy có chuyển biến rất lớn. Tôi không còn cần ngủ trưa nữa mà vẫn tràn đầy năng lượng. Pháp môn này giúp tôi trở thành một bác sĩ tận tụy hơn, biết quan tâm tới bệnh nhân hơn và dành nhiều thời gian công sức hơn vào công việc. Nó còn khiến tôi trở thành người cha tốt hơn. Pháp Luân Công giúp cháu bình phục những khi đau ốm. Cháu rất hạnh phúc khi được trở thành một học viên. Pháp Luân Công giúp cháu trở thành người tốt hơn, giàu tình thương hơn và khoan dung hơn. Tôi từng bị đau khủng khiếp bên thân trái, từ vai, cổ xuống đến chân. Ngay khi bắt đầu tu luyện, tôi đã cảm nhận được năng lượng dễ chịu ở những chỗ bị đau. Giờ thì đau hẳn rồi. Tôi vô cùng biết ơn pháp môn này. Gia đình tôi cũng vô cùng biết ơn. Thế giới cần Pháp Luân Đại Pháp. Thế giới cần chân, thiện, nhẫn. Đó là ba nguyên tắc sống của tôi. Nó giúp cải thiện cuộc sống, khiến cuộc sống của tôi hài hòa hơn nhiều. Ba nguyên tắc đó chính là cách để trở nên khỏe mạnh hơn, giàu năng lượng hơn. Làm sao có thể là một con người nếu thiếu đi ba điều này: chân, thiện, nhẫn? Đây là điều mà xã hội cần, nhất là xã hội Tây Phương. Nếu bạn biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bạn sẽ thu được nhiều lợi ích. Bạn có thể giới thiệu môn tập với gia đình. Pháp môn này hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể lên Internet để học các bài công pháp, đọc sách và sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một môn thiền. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tâm trí, thân thể và hành xử theo chân, thiện, nhẫn, vốn là những nguyên lý của vũ trụ. Tu luyện là nâng cao đạo đức và sức khỏe, vì thế mới có nhiều người ở đây thế này. Vì thế rất nhiều người ở Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi xảy ra cuộc bức hại. Căn nguyên của cuộc đàn áp. Đi ngược với dòng chảy quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp môn khí công mà cả người Trung Quốc và thế giới ủng hộ. Pháp Luân Công trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc đàn áp đức tin mà Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì từ khi lên nắm quyền. Cũng như cách nó tiêu diệt các tín đồ Cơ Đốc giáo, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã tìm cách tiêu diệt môn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Chính quyền Trung Quốc thường xuyên dùng các biện pháp cưỡng chế ngoài pháp luật, gồm tuyên truyền, một chương trình cưỡng chế chuyển hóa và cải tạo tư tưởng, bắt giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức và tra tấn thân thể. Từ năm 2006, chúng tôi đã nghe nói đến loại tội ác khó mà tưởng tượng nổi, hành quyết và thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc. Ước tính đã có hàng chục nghìn tù nhân là học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng. Họ đều là những người lương thiện, dễ gần, không có chút ác ý nào, cũng chẳng có gì khác ngoài thiện chí với mọi người. Thế mà họ bị đối xử như thế này, cũng tương tự như các tín đồ Cơ Đốc giáo bị đế chế La Mã ngược đãi. Người ta tin rằng giúp đỡ người khác, sống thiện, vân vân là tốt, rồi quái vật thành Rome đến tuyên bố sẽ thiêu chết các con chiên như Nero đó, đem thiêu các tín đồ Cơ Đốc giáo. Trường hợp bức hại Pháp Luân Công này cũng kinh hoàng như thế. Tương tự như đế chế La Mã, một Nero ở Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các bài tập của Pháp Luân Công thực ra ban đầu còn được chính quyền Trung Quốc khuyến khích vì nó có lợi cho sức khỏe và giúp giảm chi phí y tế cho chính phủ. Pháp môn này phát triển từ cách xuất phát vào năm 1992 đến năm 1999. Theo ước tính của chính phủ, bằng cách ước tính số học viên ở các nhóm tập lớn, có từ 70 đến 100 triệu học viên, nhiều hơn số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi đó là 60 triệu. Giang Trạch Dân, bấy giờ là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, coi đây là mối đe dọa đối với vị thế của ông ta. Ngay cả khi nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã biết rõ và nhiều đảng viên cũng đang tập luyện pháp môn này, ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn phát động chiến dịch dai dẳng và bạo lực với mục đích, như họ nói, là nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công tiếp diễn đến ngày nay, nhưng đang đi đến thất bại. Vì sao cuộc bức hại trở nên vô hiệu? Một, tuyên truyền bôi nhọ bị lật tẩy. Đương nhiên, họ còn phỉ báng và cô lập Pháp Luân Công. Những điều xấu xa mà họ bôi nhọ và khiến người dân hiểu sai về Pháp Luân Công không phải là lý do cho việc cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đó chỉ là cái cớ để biện minh cho cuộc đàn áp. Theo đó, họ bảo Pháp Luân Công là tà đạo, tự sát và giết người. Tôi lên án thủ đoạn của chính quyền Trung Quốc trong việc bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc để họ bị cô lập, bị coi là những công dân tồi tệ, những người xấu xa và không đáng tin. Chính quyền còn tuyên truyền những điều này tới những người mà lẽ ra họ phải có óc phán xét tốt hơn nhiều, những người vốn không trải qua những năm tháng bị chính quyền Trung Quốc tẩy não. Không có bằng chứng nào cho thấy Pháp Luân Công là tà giáo. Không có bằng chứng nào cho thấy động thái chính trị nhằm lật đổ chính quyền Trung Quốc. Không có bằng chứng nào cho thấy điều gì ngoài một mong muốn sâu sắc là được thực hành đức tin của họ trong hòa bình mà không bị giam giữ và giết hại. Như tôi đã nói, tôi đã gặp hàng trăm học viên Pháp Luân Công. Họ không phải giáo phái, không phải tà giáo, không thu tiền, không tẩy não, không có bất cứ đặc điểm nào của tà giáo. Có một vụ án mà tòa án ở Canada phán quyết rằng Pháp Luân Công không phải là tà giáo. Nếu xét tất cả các dấu hiệu của tà giáo thì Pháp Luân Công không phải là tà giáo. Đó là do tuyên truyền phỉ báng liên miên, là thuật ngữ được tùy tiện thốt ra. Luật sư David và tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công từ khoảng 50 quốc gia, có khi còn nhiều hơn. Họ thuộc mọi giai tầng xã hội, mọi lứa tuổi, mọi nền tảng, mọi trình độ học vấn. Tôi thấy họ là một nhóm người tuyệt vời. 2. Âm mưu cài cắm, người đứng đầu thất bại. Đức tin về Phật, Đạo, Thần, vốn duy trì đạo đức của người dân qua hàng ngàn năm, đã bị hủy hoại trong những cuộc đàn áp tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt trong thời cách mạng văn hóa. Nhiều tín đồ chân chính đã bị giết hại và bị thay thế bằng những người do Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ định. Nhưng thủ đoạn này đã thất bại đối với Pháp Luân Công.
Nếu tìm hiểu điều gì đang diễn ra với các nhà thờ Công giáo ở Trung Quốc, bạn sẽ thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm giám mục, với Phật giáo Đảng chọn ra Ban Thiền Lạt Ma, với Hồi giáo Đảng cử cả lãnh tụ Hồi giáo. Nhưng họ không thể làm thế với Pháp Luân Công, và vì họ không thể kiểm soát bằng cách bổ nhiệm người đứng đầu Pháp Luân Công, nên họ chỉ còn cách đàn áp. Điều này phần nào lý giải vì sao có cuộc bức hại, nhưng nó cũng cho thấy sức mạnh của pháp môn này, vì Pháp Luân Công không thể bị hủy hoại bằng cách bổ nhiệm người đứng đầu do Đảng chỉ định, bởi vì Pháp Luân Công không có người đứng đầu. 3. Chân thiện nhẫn là điều có sức mạnh hơn cả. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì cuộc đàn áp bằng giả dối, tà ác và tranh đấu, các học viên Pháp Luân Công hành xử theo chân thiện nhẫn. Thực tế cho thấy giả ác đấu không thể chiến thắng chân thiện nhẫn. Tôi phải nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu, các học viên Pháp Luân Công không có động cơ chính trị nào và không bao giờ có ý định thách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu duy nhất của họ là tìm cách chấm dứt cuộc bức hại trên toàn Trung Quốc thông qua các biện pháp ôn hòa. Pháp Luân Công, các bạn đáp lại chiến dịch tàn bạo đó không phải bằng bạo lực, mà bằng giáo dục, nâng cao nhận thức, đưa ra ánh sáng những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này và bằng cách truyền rộng sự khoan dung, thiện lương và từ bi. Pháp Luân Công là hình mẫu về cách phản bức hại. Họ không bao giờ dùng bạo lực để đối đãi với bạo lực. Họ luôn đáp lại bằng sự khoan dung, bằng trái tim, sự trung thực và lòng nhẫn nhịn. Xét cho cùng, đó là điều có sức mạnh hơn cả. 4. Công chúng toàn cầu ngày càng biết đến sự thật. Những thông điệp ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã được công chúng biết đến và đón nhận. Thật tuyệt, cảm giác rất ấm áp và đầy tình thương. Tôi rất thích, tôi mong được tập luyện pháp môn này. Chúng tôi rất mong được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Thực tế là nhiều người quyết định tập Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về cuộc đàn áp. Tôi tò mò không hiểu vì sao những người đó lại bị bức hại. Tôi bèn lên mạng xem và thấy chẳng có gì sai cả. Pháp môn đó quả là tốt. Các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với môn khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng rằng Pháp Luân Công là tốt. Cảm ơn các bạn đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến Canada. Tôi muốn các bạn biết rằng cá nhân tôi và Đảng Xanh của Canada sẽ kề vai sát cánh với các bạn. Chúng tôi ủng hộ quyền của các bạn, pháp môn và đức tin truyền thống của các bạn. Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa, không có hại cho bất cứ ai. Cùng với đó là áp lực từ cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. 5. Áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới. Nó hoàn toàn sai trái. Nó phải chấm dứt ngay lập tức. Tổng thống Hoa Kỳ phải lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các nhà lãnh đạo của thế giới tự do, trong đó có Tổng thống Trump, cần nêu ra vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một cách trực tiếp và nghiêm túc, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng mọi việc sẽ chuyển biến tích cực nếu chúng ta sử dụng những biện pháp đã đề cập. Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình trạng hạn chế tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc, gồm cả các hình thức hạn chế và ngược đãi Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và nêu ra các vấn đề này với chính quyền Trung Quốc. Thực tế cho thấy rằng các quốc gia phồn thịnh nhất thế giới đều là những quốc gia có tín ngưỡng, có đức tin. Đất nước chúng ta là một quốc gia của những người có đức tin. Chúng ta sẽ không để những người có đức tin bị hãm hại, ngược đãi hay bị bịt miệng thêm nữa. Lịch sử đã chứng minh rằng các chế độ bức hại tín ngưỡng
đều có kết cục suy bại. Đế chế La Mã hùng mạnh một thời đã hoàn toàn lụi bại sau khi đàn áp Cơ Đốc giáo. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang đi đến thất bại hoàn toàn. Trước lúc đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lựa chọn điều gì? Tiếp tục cuộc đàn áp tai tiếng mà Giang Trạch Dân để lại hay hòa mình cùng thế giới tự do? Sự lựa chọn của mỗi người khi đứng bên nào của cuộc bức hại sẽ được lịch sử ghi chép lại, bởi vì luôn có một tòa án tối cao và công bằng phân định chính tà, thiện ác. Đó là thiên lý.